quét rồi. Rồi, vẫn là chúng ta vẫn sử dụng những cái tài liệu tham khảo giống như là buổi số 1. Tài liệu tham khảo cái trang buổi số 1 thôi. Anh chị cứ sử dụng theo cái bài đại cương. Để chúng ta gần như xuyên suốt học phần này luôn đó anh chị. Rồi, thứ nhất, bài của chúng ta nói về cái phần liên quan tới những cái thông số liên quan tới protein. Tiếng Việt là đạm. Đạm. Cho nên tất cả những thành phần nào nó có bản chất đến từ axit amin thì chúng ta sẽ xếp vào xét nghiệm thuộc về protein hết. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ coi thử một số cái khái niệm liên quan tới cái nguồn gốc của protein và những cái mà gọi là protein trong cơ thể của chúng ta nó bao gồm những thành phần nào, nguồn gốc trước. Các anh chị thấy đọc nhanh qua thì các anh chị thấy là ở trong cơ thể thì cái nguồn gốc chủ yếu đến từ gan và một số cái tạng, một số cơ quan khác như là tủy xương, lách và một số cái tế bào miễn dịch có khả năng sinh ra protein. Vậy thì ở đây với cái nồng độ khoảng 65 đến 85 gram trên lít thì thường là nó sẽ chia ra làm hai nhánh. Cái nhánh mà đến từ gan sinh tổng hợp ra thì anh chị nhìn thấy có albumin, có albumin, có fibrinogen và hệ thống globulin có alpha 1, alpha 2, beta và gamma. Thì cái anh chị nhìn thấy là nguyên cái nhánh là albumin và globulin đó, thì nó thuộc vào protein nằm trong huyết thanh và nó nằm chủ yếu trong huyết thanh, và fibrinogen và hai thành phần còn lại thì nó gom lại chúng ta có nó nằm trong huyết tương. Huyết thanh và huyết tương thì để anh chị xem lại cái phần cũ, anh chị coi thử là huyết thanh là lấy từ đâu và tại sao lại huyết tương lại bao trùm hết huyết thanh. Chắc chị còn nhớ cái này đúng không? Hy vọng còn nhớ nhé. Cái bài này liên quan tới mạch máu á. Mic của bạn hay là mic của mình?
Ok, các anh chị nghe rõ chưa ạ? Dạ rồi thầy ơi. Rồi, mình phải làm kiểu thủ công là đăng nhập bằng điện thoại thôi. Cái mic của mình trên máy nó có vấn đề rồi. Mình đăng nhập bằng điện... cắm mic điện thoại thì nghe. Nhưng mà trên máy tính thì lại không có nghe rõ gì hết. Chắc là mic máy tính có vấn đề rồi. Được rồi. Rồi, rõ như mùng một Tết luôn. À, vậy thì nguyên cái đoạn lúc nãy chắc anh chị chắc cũng không nghe rõ thôi cái gì. Vậy thì mình sẽ trình bày lại cái chỗ này. Thứ nhất đó là các chị nắm giùm cho mình cái nguồn gốc của cái protein trong cơ thể của mình, protein mà lưu hành trong huyết thanh huyết tương đó. Đây. Thì cái nguồn gốc của nó là đến từ bốn cái cơ quan ở trên là gan, tủy xương, lách và hệ thống các tế bào miễn dịch. Đây. Và cái phân loại của mình á, mình sẽ có cái hai cái nhánh là protein huyết thanh và protein huyết tương. À, huyết thanh và huyết tương ha. Anh chị còn nhớ cái huyết thanh là gì và huyết tương là gì không? Chị chắc còn nhớ đúng không? Anh Gia Phúc còn nhớ không anh Gia Phúc? Hên xui thầy Ừ, hãy xuống em nói thử. Huyết thanh gồm gì mà huyết tương là gồm gì? Tại sao huyết thanh lại nằm trong huyết tương? ơi. Thầy dậy lên đi thầy, chứ sáng sớm mà bị lắc đó Là sao? thầy. Là em chưa nhớ lắm á, nên là thầy Em dậy chưa đi. nhớ. Em chưa nhớ lắm hả? Cái này không cần giảng nữa, tại vì cái này nó thuộc về bài là giải phẫu sinh lý hệ máu, là mình bạn học qua hết rồi, bạn học hết trơn rồi mà. Nhờ một bạn nhắc lại nhé. À, máu gồm hai thành phần nào? Ở trong đó nó có cái gì? Anh chị nhắc lại sơ sơ thôi. Quỳnh Như. Thưa thầy, huyết thanh với lại huyết tương thì trong huyết thanh nó sẽ không có các yếu tố đông máu là fibrinogen, còn trong huyết tương sẽ có bao gồm huyết thanh và yếu tố đông máu à. Rồi, cảm ơn, chính xác. Vậy thôi, rất đơn giản, gọn gàng. Ừ, chắc chắn là như vậy thôi. À, cho nên thật ra là anh chị thấy là mình mới làm một cái động tác là tách fibrinogen ra. Chúng ta bị dính tới các yếu tố đông máu đó. Rồi, chúng ta thấy là nếu như mà trong một cái xét nghiệm thường quy á, thì nó chưa tới 50 protein. Bởi vì hiện tại á, có khoảng 100 protein có mặt trong huyết tương và chỉ khoảng nửa số lượng ở trong đó là đã được am hiểu về chức năng, tức là đã tìm hiểu hết về cấu trúc này, về vai trò sinh lý cơ thể như thế nào. Thì cho nên đối với những cái lĩnh vực như hóa sinh thì lâm sàng thì thường là người ta sẽ xoáy trên những protein mà đã biết rõ rồi, nó có cái công dụng như thế nào, nó có tác dụng sinh lý như thế nào trên cơ thể thì người ta mới đào sâu vào người ta nghiên cứu. Còn hiện tại khoa học vẫn còn đang tiếp tục tìm hiểu tiếp một nửa số protein còn lại. Hiện nay thì các anh chị thấy là theo cái phương diện và phân loại, chúng ta còn có một cái phương thức cổ điển, đó là phân loại theo protein thuần và protein tạp. Đối với thuần á, thì các anh chị thấy là những cái phân tử mà nó ở trong máu như thế này á, thì thông thường đã gọi là protein, nó đều có cái thành phần là đến từ axit amin. Tuy nhiên đối với protein tạp thì các anh chị cũng biết là nó sẽ có gom thêm những cái thành phần khác, ví dụ như là lipid này, ví dụ như đường này, ví dụ như là những cái chất màu, hay là gắn thêm vài cái ion của kim loại vào. Cho nên nó sẽ trở thành một cái protein gọi là protein tạp, chứ nó không phải chỉ đơn thuần là axit amin. Thế thôi. Và khi mà chúng ta triển khai cái hóa sinh cơ bản, nó trở thành cái phần hóa sinh lâm sàng để đem ra điều trị, thì chúng ta chỉ còn coi kỹ hơn ba cái protein chính, đó chính là fibrinogen, albumin và globulin, đấy chính là cái khía cạnh chính của chúng ta ngay trong cái buổi học ngày hôm nay. À. Rồi, bây giờ ở đây á, thì chúng ta có mình có để lại một cái bảng
liên quan tới sinh tổng hợp các cái yếu tố đông máu à, và nó đến từ cái nguồn gốc là fibrinogen à, fibrinogen. Vậy thì ở đây fibrinogen là cái gì? Các anh chị thấy là đây là thường á là người ta sẽ có cái phương thức đọc tên hoặc là đánh cái theo cái số La Mã để minh họa cho yếu tố đông máu. Thì đối với fibrinogen thì thường là người ta không có nói là đây là yếu tố số 1 đâu. Nhưng mà mình ngầm hiểu nó đi từ đầu tiên rồi đó. Nó là yếu tố đông máu số 1. Và nó là một cái glycoprotein hòa tan với trọng lượng phân tử nó khoảng chừng 34.000 Danton. Và không chỉ đơn thuần là một yếu tố đông máu, đây là một protein phản ứng à, nó là protein phản ứng thì các anh chị sẽ có cái cụm từ là reactant protein. Thì thật thường á là những protein gọi là nó có tính chất phản ứng khi mà trong một cái trường hợp mà cơ thể của chúng ta nó đưa vào một cái trạng thái có thể là nhiễm trùng hay là bị ảnh hưởng bởi các tác động từ bên ngoài. Thì những cái protein này được gọi là protein phản ứng, nó sẽ tăng nồng độ lên trong một cái giai đoạn cấp kiểu như vậy. Thì cho nên chúng ta có thể gọi tên là acute phase reaction. Và những cái protein kiểu như fibrinogen á, thì thông thường là nó hằng định trong huyết tương ở cái những cái đối tượng bình thường sinh lý nói chung. Vậy thì với cái nồng độ nó chiếm khoảng chừng 4 đến 6 protein huyết tương thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới cái tổng protein ở trong cơ thể của chúng ta. Với cái nồng độ sinh lý thì nó thay đổi theo cái đối tượng. Ví dụ như trẻ em thì thường thấp hơn người lớn, nam thì thường thấp hơn nữ. Và trên những đối tượng sinh lý như là nếu có chu kỳ kinh nguyệt hoặc là có thai thì thường là tăng nhẹ một chút nhưng mà không đáng kể lắm. Chúng ta có cái khoảng tham chiếu à, chúng ta có khoảng tham chiếu đây, đây là cái nồng độ tham chiếu ở giá trị bình thường. Và ngoài ra chúng ta có một cái phương pháp khác của hai cái tác giả này à, hai tác giả này thì anh chị có thể sử dụng nó trong cái việc mà các chị sau này những cái bài sau là các bạn sẽ có một cái buổi liên quan tới bên một cái xét nghiệm chẳng hạn và đánh giá thử, thì lúc đó các anh chị sẽ sử dụng những cái giá trị này, các anh chị coi thử là bệnh nhân có thực sự là có rối loạn về protein ở trong máu hay không. Rồi các anh chị nhìn clip qua thử là xem thử cái fibrinogen nó có cái sinh tổng hợp như thế nào ha. Thì như lúc nãy mình có nói các anh chị rồi, cơ quan sinh tổng hợp chính là gan và chúng ta có một số cái cơ quan khác thì nó không đáng kể lắm. À, thì gan sẽ sinh tổng hợp ở cái chất ban đầu là fibrinogen ha. Rồi dưới tác động của thrombin thrombin thì sẽ chuyển thành fibrin và sẽ tạo ra một số cái peptide. Thì đối với cái các peptide này các anh chị có thể gom lại thành fibrinopeptide. Rồi dưới tác động của yếu tố số 13 thì nó sẽ tạo ra những cái fibrin liên kết nối với nhau thành những cái nhóm liên kết để làm gì thì các anh chị chắc là cái liên kết này cũng không có xa lạ gì các anh chị. Đây chính là lưới sợi fibrin lưới sợi fibrin, và lưới sợi fibrin này nó tham gia vào trong tiến trình đông máu để mà hình thành nên lưới sợi fibrin thì các anh chị sẽ có một tiến trình là hoạt hóa thrombin nha. Và những cái chất gọi là ức chế sự phân giải fibrin nó sẽ can thiệp vào đây. Vậy thì đây là cái hướng mà các cái thuốc chống đông nó tác động lên này các anh chị. Đúng không? Cái chỗ hình thành lưới sợi fibrin. Nếu như nếu không có cái lưới này thì những cái phân tử mà được kết tập lại ví dụ như tiểu cầu vân vân nó sẽ không có một cái tấm lưới đan thành đan chắc để phủ lên cái vùng xuất huyết, do đó là cái huyết khối sẽ bị tan ra. Thì các anh chị vẫn còn nhớ về phần này thì mình cũng muốn đi sâu vào, tại vì nó là thuộc về phần giải phẫu và xử lý. Bây giờ đối với cái nồng độ của fibrinogen nó tăng, nồng độ ban đầu này, ok, trong một số cái bệnh lý ví dụ như viêm phổi này, viêm phổi này.
trong trường hợp bỏng nè, trong trường hợp cái trường hợp là tại sao bỏng là đa số là các cái nồng độ ở trong máu tăng lên, thì tại vì các anh chị chắc cũng hiểu được là cái bệnh lý mà bỏng thì thường là làm giảm cái nồng độ nước trong cơ thể, giảm lượng nước trong cơ thể, đặc biệt là máu. Thì đối với cái dịch của chúng ta mà của cơ thể giảm xuống là chứng tỏ là nồng độ của các chất mà được lưu hành ở trong máu chắc chắn tăng lên, và fibrinogen, albumin này khi nó đều tăng theo cái trường hợp đó. Trong một số cái trường hợp khác, ví dụ như chấn thương này, hội chứng thận hư các anh chị sẽ được gặp trong cái bài kế tiếp liên quan tới các cái xét nghiệm liên quan tới thận, trên các bệnh lý di truyền, giảm sinh tổng hợp tại tủy xương nha, thì nó cũng làm làm tăng nồng độ, làm sinh tăng sinh tổng hợp fibrinogen có nguồn gốc từ tủy xương, thì nó đều làm tăng nồng độ cái chất gián tiếp như vậy. Toàn bộ tổng protein tăng lên thì chắc chắn là fibrinogen cũng sẽ tăng lên. Rồi theo cái hướng giảm thì chúng ta cứ đánh ngược lại thôi. Ở trên thì chúng ta có những cái trường hợp ví dụ như là khi cần hội chứng thận đúng không? Ở dưới này thì chúng ta có trên sinh tổng hợp tại gan. Chúng ta có sinh tổng hợp tại gan giảm thì dẫn tới toàn bộ nồng độ của protein trong huyết tương giảm và fibrinogen giảm. Rồi cái trường hợp mà tăng phân hủy thì chúng ta gặp phải trong cái trường hợp như là phẫu thuật sản khoa. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có cái khía cạnh là liên quan tới fibrinolysin. Đây là cái một cái chất mà nó làm tăng, giúp làm mất cái hoạt tính của fibrinogen ở trong máu. Nghĩa là nó làm tăng phân ly các cái acid amin mà nó cấu thành nên fibrinogen nha. Cho nên thành ra khi mà tăng hoạt một cái chất giúp phân giải fibrinogen thì dĩ nhiên là toàn bộ những fibrinogen ở trong máu sẽ phân hủy hết và làm giảm nồng độ của fibrinogen ở trong máu. Rồi một cái vấn đề nữa là trong một số trường hợp làm tăng cái sử dụng lên, ví dụ như sốc nhiễm trùng này, xuất huyết này, đa chấn thương, thì nó đều làm tăng cái nhu cầu của cơ thể, và vì vậy cơ thể mình không kịp sản xuất, cung không đủ cầu, vì vậy chắc chắn là nồng độ của fibrinogen sẽ giảm. Rồi con chị với quan lần và chúng ta sẽ chuyển qua số 3 khác. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Ở đây là cái protein huyết thanh. Vậy thì chúng ta sẽ xét tới một cái đối tượng đặc biệt, đó là trẻ sơ sinh anh chị ha. Thì thông thường trẻ sơ sinh sẽ có cái nồng độ protein trong huyết thanh khoảng 40-60 gram trên lít. Và sau khi sinh ra cho tới năm thứ 2 thì cái nồng độ sẽ như người trưởng thành. Người trưởng thành thì có cái nồng độ khoảng 65-85 gram trên lít. Ở đây chúng ta có một cái
tỷ số đặc biệt, đó chính là khi người ta đối chiếu với một số bệnh lý thì thường là người ta đưa cái tỷ số albumin và globulin lên để đánh giá xem thử là cái sinh tổng hợp protein ở trong cơ thể của bệnh nhân có bị rối loạn hay không. Thì cái tỷ số của albumin và globulin thì các anh chị cứ lấy theo cái tờ xét nghiệm á, nó ra bao nhiêu thì các anh chị sẽ lấy hai cái giá trị đó chia cho nhau thôi. Ví dụ như ở đây mình lấy ví dụ nếu như cái albumin của mình là 50 gram trên lít, globulin là 25 gram trên lít thì chỉ tỷ số albumin và trên globulin bằng bằng 2. Được chưa? Thì cái tỷ số này nó khoảng chừng giống nhau ở người trẻ em và người lớn khoảng ha. Thì cho nên các anh chị cứ lấy cái mốc cuối chia cho hai cái giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên chia lần lượt cho tỷ số cho nhau thì chúng ta sẽ ra được một cái khoảng giới hạn của albumin và globulin. Rồi anh chị sẽ lấy sao? Lấy 40 chia 25 và 50 chia 35 thì chúng ta ra được một cái khoảng giới hạn. Rồi đây là cái khoảng giới hạn về tỷ số của albumin và globulin. Và bây giờ thì các anh chị thấy là nếu như cái protein huyết thanh nó chịu ảnh hưởng bởi albumin và globulin như vậy á, thì sẽ có những cái trường hợp thay đổi về nồng độ. Vậy thì ở đây á, thì chúng ta sẽ có đối với hóa sinh lâm sàng chỉ đơn thuần là liệt kê thôi, chúng ta không bao giờ nói về cơ chế hết nha. Thì các anh chị sẽ có các trường hợp giảm, thì dĩ nhiên ha, protein huyết thanh giảm khi giảm protein toàn phần, bởi vì protein hoàn toàn phần bao gồm cả protein huyết thanh và protein trong huyết tương nữa. Vậy thì các trường hợp nào giảm protein toàn phần, ví dụ như là rối loạn tiêu hóa nè, đây là cái trường hợp mà thất thoát do tiêu chảy này kia vân vân á, hội chứng kém hấp thu liên quan tới đầu vào do ăn uống này kia hoặc là do suy dinh dưỡng vân vân, thì cái hội chứng suy dinh dưỡng có COCO này hồi xưa hình như là các anh chị đã được học thì phải, lâu lắm rồi ha. Thì cái triệu chứng suy dinh dưỡng này có nghĩa là trên một số quốc gia người ta ăn uống chỉ đơn thuần tinh bột không có đạm anh chị, ví dụ như ở các nước châu Phi á, cho nên là thường là người ta minh họa cho cái hội chứng suy dinh dưỡng này là bằng hình ảnh của những cái người dân ở châu Phi, tại vì chỉ là ăn đơn thuần là tinh bột thôi cho nên thành ra họ sẽ bị bán bụng à, thể chất thì thường là còi xương. Cái này các anh chị có thể lấy cái từ khóa này chị gõ thì nó chị lên internet các anh chị tra cứu hình ảnh là các anh chị sẽ ra được cái thể trạng đó. Nhưng mà ở đây cái bài này thì chúng ta không đi sâu vào sinh lý bệnh. Bệnh lý suy gan chắc chắn rồi ha, suy gan thì giảm sinh tổng hợp anh chị, giảm sinh tổng hợp protein cho nên toàn phần thì sẽ dẫn tới gián tiếp là làm giảm protein huyết thanh. Rồi hiện tượng tự miễn, bệnh lý tự miễn như lupus ban đỏ hệ thống. Cái ngược lại là chúng ta có tăng phân hủy trong đái tháo đường này, nhiễm độc giáp, ung thư, và chúng ta sẽ có cái khía cạnh mất protein nữa, mất protein từ những cái nguồn như là bỏng này, suy thận này, xuất huyết này, hoặc là trên một số bệnh nhân mà tăng cái lượng nước trong cơ thể lên đó, nha, thành ra máu loãng ra thì nồng độ của chất các chất lưu hành ở trong máu sẽ giảm xuống, nghĩa là các cái thay đổi đấy là giảm sinh lý, giảm sinh lý. Ví dụ như có thai này, trên một số cái bệnh nhân mà có phù kèm theo phù thì cái lượng nước trong cơ thể đều tăng, do đó cái nồng độ của protein huyết thanh sẽ giảm xuống. Rồi trường hợp ngược lại thì chúng ta có trường hợp là tăng khi mà cái lượng nước giảm này, ok, như là cô đặc máu này. Cô đặc máu khi do mất nước như tiêu chảy này, nôn này, bỏng này, sốt kéo dài, bệnh lý đái tháo nhà nha. Bệnh lý đa u tủy, đa u tủy, xơ gan, nhiễm trùng, bệnh tự miễn nó đều làm tăng cái nồng độ của protein huyết thanh. Bây giờ đối với cái trường hợp này á thì chúng ta có những cái phương pháp xác định nồng độ của protein huyết thanh, thì chúng ta trên lâm sàng, trên cái lĩnh vực lâm sàng và cận lâm sàng thì có rất là nhiều máy móc, thì không biết các anh chị chắc chị đã được học từ những cái bài đại cương rồi, chúng ta có hệ thống máy điện di protein ha, máy điện di protein. Khi điện di protein á, thì nó sẽ đưa ra được một cái phổ như trên các anh chị nhìn thấy đây,
Đây là cái biểu đồ mô tả cho kết quả của điện di protein huyết thanh ở một người bình thường. Điện di protein. Thì ở đây thì anh chị sẽ thấy là cái nồng độ protein mà thể hiện nhiều nhất mà chạy ra kết quả đó chính là cái albumin. Kế tiếp nó thì theo lần lượt từng phổ này, một cái đỉnh như thế này là nó minh họa cho cái nồng độ của chất đó trong trong máu. Beta globulin, gamma globulin và những cái vết khác. Rồi, các anh chị đối với cái hình vẽ này, các anh chị chỉ lưu ý là khi mà chạy cái điện di protein ra thì cái chất mà chiếm ưu thế thấy được trên phổ nhiều nhất đó chính là albumin. Đó là lý do mà vì sao mà chúng ta hay lấy cái albumin ra để đánh giá toàn bộ cho protein huyết thanh là như như vậy đó anh chị. Rồi, đối với cái albumin á, đặc điểm của albumin là một protein thuần chỉ từ axit amin thôi. Phần từ khối ở trên. Và ở đây các bạn cần lưu ý một chút này. Liên quan tới cái việc mà biến đổi protein ở trong máu á, thì chúng ta sẽ có một cái hiện tượng là hiện tượng glycosin hóa. Glycosin hóa thì các bạn cũng biết rồi, glyco này ở đây là chắc chắn là đường rồi. Như vậy là nó sẽ gắn thêm những cái gốc đường và có thể là biến đổi cái hoạt tính của một cái chất ban đầu. Thì đối với albumin thì ngoại lệ, nó không chịu biến đổi như vậy anh chị. Nên lưu ý giùm mình. Albumin không dự trữ. Nó không như những cái nhiều cái chất khác, albumin không được dự trữ trong cơ thể. Với cái thời gian bạn thải khoảng chừng 17 tới 20 ngày thì để mà đạt được cái nồng độ khoảng chừng 45 gram trên lít ấy, thì ở cái nồng độ này thì nó chiếm được chiếm tới 60% tổng protein trong huyết thanh. Mỗi ngày cơ thể bình thường sẽ sản xuất dưới dạng tiền albumin khoảng 12 gram một ngày. 60% protein huyết thanh thì các anh chị sẽ thấy là xin lỗi mình nghe điện thoại một xíu nha. Rồi, chúng ta có 40% nằm trong huyết tương và ở dịch ngoài bao thì chiếm cái phần còn lại. Albumin là vậy đó. Chúng ta có thêm một số chức năng sinh lý của albumin nè, các anh chị coi giùm mình. Một cái rất là quan trọng là nó tạo ra cái áp suất thẩm thấu nữa nha. Thì liên quan tới áp suất của trong máu á, thì cái này chúng ta gọi là áp suất keo, chủ yếu là do albumin đó. Hay là các anh chị sẽ hiểu nó chính là cái nó tạo ra một cái độ nhớt nhất định cho máu của mình, nó sệt, nó đặc quánh lại. Thì cái việc mà tạo ra áp suất keo như vậy á, thì nó sẽ làm thay đổi cái áp suất, cho nên nó sẽ có cái khuynh hướng di chuyển giữa máu và hệ thống mô kẽ nhờ vào albumin. Cái thứ hai á, là đây là một cái protein mà lưu hành nhiều trong máu và có liên quan tới gắn chất dinh dưỡng. Trên những cái bệnh nhân được điều trị bằng thuốc thì albumin vẫn có thể gắn được với thuốc. Và một cái quan trọng nữa là liên quan tới vấn đề về dinh dưỡng, albumin có bản chất là acid amin. Nó là protein rồi, dĩ nhiên rồi. Và cái bản chất là acid amin, cho nên khi mà phân hủy ra thì nó sẽ cung cấp được cái rất là nhiều acid amin cho sinh tổng hợp ở ngoài biên, ở ngoài biên. Thì ở đây thì các anh chị thấy là ở ngoài biên thì vẫn cần tới protein, dĩ nhiên rồi.
ví dụ như là ở cơ, ví dụ như là ở cơ. Còn hệ thống trung tâm thì chúng ta đã có gan, sinh tổng hợp rồi, và chúng ta sẽ bàn nó sau. Do đó thì các chị khi mà trên cái lĩnh vực xét nghiệm, các chị đánh giá đầu vào thì thường đánh, nếu đánh giá chức năng cơ quan thì mình thường hay dí hai cơ quan là gan và bạch tụy xương để mà mình đang phân tích là vậy đó. Còn đối với ngoại vi thì thường là chịu ảnh hưởng trực tiếp, chịu ảnh hưởng gián tiếp từ cái sinh tổng hợp, từ những cái cơ quan được ở trong ương như vậy. Rồi, đối với albumin thì chúng ta không có tính cái việc tăng albumin ở trong máu, chúng ta chỉ đánh giá về việc giảm thôi. Giảm thì dĩ nhiên rồi, sinh tổng hợp ha, lúc này dưới cái chỗ phần gan, suy gan, sơ gan là đều đi làm giảm sinh tổng hợp của albumin. Rồi giảm cung, vì cái nguồn gốc của protein cũng đến từ một phần là từ ngoại sinh, ngoại sinh thì đến từ thức ăn chẳng hạn, thì lúc này là cái chế độ dinh dưỡng hoặc là một cái bệnh lý gì đó, ví dụ như là viêm ruột non thì sẽ làm giảm cái hấp thụ protein từ thức ăn. Rồi trên một số bệnh nhân có tăng nhu cầu thì lúc này mình có nói đó anh chị đó ha, ví dụ như trên bệnh nhân có thai và cho, xin lỗi, trên cái người mà có thai và cho con bú, hoặc là trên bệnh nhân bị ung thư. Rồi giảm albumin sẽ còn gặp trong trường hợp là mất ra ngoài, thất thoát ra ngoài do các vấn đề về bệnh lý về thận chẳng hạn, tăng thất thoát ra ngoài trên thận. Và thứ hai là có thể do tăng globulin ở trong máu. Globulin thì lúc nãy anh chị có hệ thống như gamma globulin, alpha globulin, thì đối với cái thành phần globulin còn lại nó tăng thì cái albumin muốn duy trì được một cái hằng định về protein ở trong máu thì bắt buộc là thành phần albumin phải điều hòa theo hướng là giảm sinh tổng hợp lại. Chắc anh chị hiểu được cái chỗ này đúng không? Tức là cơ thể chúng ta luôn luôn hằng định cái lượng protein ở trong máu ở một mức nào đó. Thì đối với protein ở trong máu thì các anh chị sẽ có, các anh chị thấy là protein ở trong huyết thanh là nó bao gồm hai thành phần này, nó luôn hằng định trong một cái chỉ số nào đó. Chưa? Chỉ số là 65 tới 85 gram trên lít nè anh chị. Như vậy là khi mà tăng albumin á, thì tăng globulin á, thì theo cái hướng muốn hằng định là cái con số nó nằm trong ngưỡng này thì bắt buộc thành phần albumin phải giảm lại, sinh tổng hợp lại. Vì vậy theo những cái trường hợp này là để điều hòa lại mà thôi. Rồi, chắc là anh chị chắc cũng hiểu được vấn đề này đúng không? Thì mình xin phép qua slide kế tiếp. Học mấy cái chức năng sinh lý nha các anh chị. Từ chức năng sinh lý chúng ta sẽ hướng tới cái việc là bệnh lý. Từ sinh lý chúng ta sẽ chuyển qua bệnh lý. Đối với những bài kiểu như vậy á, thì các anh chị đối với những cái nồng độ nào đó mà thầy cô mà nhắc các anh chị học á, ví dụ như nồng độ của một cái chất hằng định trong huyết thanh, huyết tương mà thầy cô nhắc học thì học. Còn nếu như mà thầy cô không nhắc thì cũng không có cần thiết phải ráng mà nhớ. Tại vì cái con số này nó không nhất thiết là hằng định, nó thường là nó nằm trong một cái ngưỡng, một cái khoảng nào đó và nó sẽ thay đổi liên tục. Vì vậy việc mà sinh viên mình cố gắng nhớ một cái con số mà trong nằm trong khoảng nó rất là khó. Rồi thứ hai á, chúng ta sẽ có cái thành phần còn lại là globulin miễn dịch ha. Cái tên gọi của globulin miễn dịch đó, thì anh chị thấy người ta hay dùng cái cụm từ là immunoglobulin. Immuno là viết tiếp đầu ngữ của chữ immune, là của chữ miễn dịch. Vậy thì đối với cái globulin miễn dịch đó, thì cái thứ nhất là cái hệ thống phân loại các anh chị liệt kê được ha, các cái globulin miễn dịch ở trong cơ thể của mình nha. Mình có các loại, mình viết tắt lại immunoglobulin, lấy hai chữ đầu này, IG viết xuống, IG thì chúng ta có 5 loại: IgG, IgM, IgA, IgD và IgE, chiếm thành phần chủ yếu ở trong máu của chúng ta là IgG chiếm 80%. Hai cái thành phần xếp sau nó là IgM và IgA, và không đáng kể là hai thành phần còn lại
Một cái vấn đề nữa là tại sao mà khi mà mình đo nồng độ của bất kỳ ha, ở bất kỳ thời điểm nào trong huyết tương liên quan tới cái globulin miễn dịch, mình toàn thấy cái chủ yếu là IgG, thì các bạn sẽ trả lời ngay là à, tại tại vì cái thời gian tồn tại của IgG là nó dài nhất trong tất cả các loại globulin miễn dịch, và vì vậy cái tần suất mà khi mà chúng ta đo, chúng ta tính toán các chỉ số ở trong máu á, thì với cái tần suất thường quy xuất hiện nó sẽ dày đặc hơn, và vì vậy chúng ta sẽ gặp nó nhiều hơn. Và kết quả lại trong các cái globulin miễn dịch thì chúng ta thường lấy cái IgG ra làm đại diện cho miễn dịch. Rồi. Cái chức năng sinh lý của IgG thì ở đây mình cũng không cần phải bàn các anh chị nữa. Chúng ta đã có một cái học phần sinh lý bệnh miễn dịch khá là vất vả rồi. Ví dụ như ở đây thì người ta liệt kê một số cái vai trò sinh lý ha. Chẳng hạn như tăng cường cái tiến trình thực bào này, phagocytosis, làm trung hòa độc tính và bất hoạt virus ha. Có thể. Ngoài ra, IgG là một cái thành phần rất là quan trọng để bảo vệ cho bào thai và trẻ sơ sinh trước những cái tác nhân mà gây lây nhiễm ở cái thời gian đầu. Vì vậy, cái việc bổ sung IgG đến từ sữa mẹ nó rất là cần thiết, nó rất là cần thiết. Rồi bây giờ tôi nói qua một số cái IgG khác. Thì đối với các cái globulin miễn dịch khác thì các anh chị cần học cái gì? À, có một cái khía cạnh ở đây thì anh chị có để ý không? Thì tại sao mà chúng ta thấy là chỉ có mình cái IDR là nó bảo vệ được cái bào thai và trẻ sơ sinh ở cái thời gian đầu? Thì nếu như ai hỏi các chuyện như vậy thì không phải là những cái thành phần IDR còn lại nó không có tác dụng, mà vì lý do duy nhất là chỉ có mình vận chuyển qua nhau thai, là cái thằng IgG này có thể qua được nhau thai, còn những thành phần còn lại là không hết nha chị. Nên chị cần chị. Thì cái này là do cái thứ nhất á, là có hai cái lý do mà dẫn tới cái chuyện mà chuyển qua nhau thai như vậy, di chuyển qua nhau thai hệ thống, là do cái trọng lượng phân tử nữa anh chị. Trọng lượng phân tử nó thấp nhất trong tất cả các loại globulin miễn dịch. Thứ hai á, là cái tần suất xuất hiện ở trong huyết tương như lúc nãy mình nói với chị, nó dày đặc hơn. Và một cái nữa, cái cốt lõi đó là cái tỷ lệ trong trong máu, trong máu của mình nhiều nhất. Rồi, ok, chị học cái này giùm mình nhé. Rồi cái thứ hai á, là các anh chị sẽ coi cái chức năng của từng cái globulin. Rồi, ok, một anh chị sẽ phân tích thử cái này cho lớp thử nhé. Cái này cũng nhanh thôi, dễ. Các cái IRE còn lại. Có bạn nào xung phong không? Giang có đang online không ạ? Dạ có thầy. Bạn có thể nói qua cái vai trò của các cái globulin miễn dịch còn lại không? À, câu này người ta hỏi hoài à. Đây là thực ra là những cái mà mình hỏi các anh chị ở trên lớp á, là những cái nó nằm trong những cái câu hỏi mình đã từng ra thi rồi. Cho nên hôm thực ra nhiều bạn là hay nói mình là sao mà hay hỏi sinh viên này kia vân vân, nhưng mà không, mình đang tạo điều kiện cho anh chị đó,
Mình hỏi như vậy là để cho chị có thể tiếp cận được cái phương thức ra đề mà của các thầy cô năm trước. Là phân tích từng cái đúng không thầy? À, đúng rồi, cái vai trò sinh lý thôi. Dạ, Chẳng hạn như mình đã làm nháp cái IRE rồi, thì bạn sẽ gặp phải những câu hỏi cái globulin miễn dịch nào nó tham gia vào tiến trình bảo vệ đường hô hấp chẳng hạn, kiểu như vậy. À, ví dụ thôi. Rồi bây giờ bạn sẽ trình bày cái phần này này, cái chức năng mà người ta đã biết rồi. ECM là có chức năng miễn dịch ít chuyên biệt và là nó là globulin duy nhất mà trẻ sơ sinh có thể tổng hợp được. IRM hả? Dạ. Em lấy cái nguồn ở đâu vậy? Như lúc nãy mình có nói với các bạn rồi là. Dạ, em có. Rồi ok. Rồi ok thôi tiếp tục đi em. Dạ là IgE là có ở trong Ở đây có này, chỉ có bạn cứ coi trên slide thôi, nó có hai ý cho mấy. Nó là một cái kháng thể đầu tiên mà cơ thể mình sinh ra để đáp ứng với cái gì? Tiếng Anh nó khó quá hả? Đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành đúng không? Đoán thử đi bạn. Đoán đi, mình thấy có cái cụm từ antigen ở đây nè. Ở đây là kháng thể đúng không? Thì nó sẽ kháng lại cái gì? Trong cơ thể chúng ta thì kháng thể sẽ kháng lại cái gì bạn? Kháng thể sinh ra là để kháng lại cái gì? Ví dụ như là tích vaccine phòng ngừa COVID, thì cái con virus COVID nó xâm nhập vào cơ thể mình thì nó gọi là cái gì? Kháng nguyên. Ok, đó. Chính xác là nó đó. Như vậy nó là cái gì? Cái Dạ vai trò của rất kháng là đặc biệt ha. Vai trò gì? Rồi ok thôi được rồi, không sao đâu. Cảm ơn bạn, nhưng mà nhớ lưu ý cái chỗ này nhé. Lớp mình cứ học cái chỗ này là ok rồi. Mấy cái số ở trên này thì nãy giờ mình giảng cái gì thì các bạn lưu ý chỗ đó thôi. Ví dụ như thời gian của thằng IRD nó tồn tại kéo dài, nên nó là một trong những cái thành phần chính mà nó tham gia vào đáp ứng miễn dịch. Rồi để mình hỏi bạn khác đi. Cảm ơn bạn nhé. Đang bảo trúc đi. Mình nghe đây bạn trúc ơi. Thì hỏi cái chức năng của từng Đúng rồi, toàn bộ cái chức năng sinh lý của những cái immunoglobulin ở đây này bạn. IgM thì nó đặc biệt chống lại cái Nhiễm trùng. nhiễm trùng và Rồi. điều hòa cái kháng thể Rồi. kháng thể được sản xuất để đáp ứng lại cái nhiễm khuẩn đó. Đúng rồi. Tiếp theo là IgA thì nó
bảo vệ tại chỗ trên cái bề mặt của màng nhầy đúng không? Dạ, bề mặt màng nhầy. Tiếp theo là ICD thì nó chức năng của dịch thể thì không biết, có hiện diện của chức năng của tế bào B thì nó sẽ đáp ứng cái hệ miễn dịch, đáp ứng miễn dịch. Rồi, ok. Còn cái IgE thì nó sẽ có phản ứng dị ứng và có thể có thể lý giải bởi lý giải các cái gì? Các cái ký sinh trùng đúng không? Dạ. Rồi, ok. Cảm ơn lớp. Thì các anh chị học cho mình một số cái thông tin như vậy. Thì lúc nãy mình có hỏi cái câu, không biết các anh chị còn nhớ không, nó bảo vệ màng nhầy đường hô hấp. Thì các anh chị lúc đó các anh chị sẽ nhớ tới IGA. IGA. Tại vì tại sao là IGA lại có cái vai trò như vậy thì các bạn thấy cái vị trí khu trục trú thôi. Nó thuộc về cái, nó thể hiện trong cái các dịch tiết các anh chị. Secretion, đây là cái dịch tiết này. Ví dụ như nước mắt này, nước bọt này, chất nhầy này, ruột sữa này, vân vân. Cho nên thành ra nó sẽ bảo vệ ở trên bề mặt, trên bề mặt. Còn đối với IgD thì nó liên quan tới cái hiện diện trong cái chức năng của lympho B, lympho B. Rồi E thì cũng thường bàn, thường gặp trong mấy cái bài mà liên quan tới dị ứng đó, quả mẫn dị ứng. Rồi, đây là cái nhắc về, nhắc lại cái globulin miễn dịch trong cái hệ thống sinh lý của mình. Vậy thì chúng ta nếu như mà chúng ta đem xét nghiệm, chúng ta thực tiến hành xét nghiệm thì chúng ta sẽ ra được một cái bảng tham chiếu đúng không? Chúng ta có tham chiếu theo. Thì đối với cái khía cạnh mà khi mà chúng ta đem xét nghiệm thì thông thường, thường nhất thì người ta sẽ chỉ dựa trên ba cái immunoglobulin như trên, đó là R, M và A. Rồi các anh chị quan sát cái bảng tham chiếu theo độ tuổi này và các anh chị phân tích thử cho mình thử. Nhìn quá tổng quan không cần nhìn nhớ các cộng số. Rồi, mình hỏi thử một bạn thử nha. Mấy bạn nhìn xong cái bảng này trên này, các bạn phân tích cho mình ba cái khía cạnh đang có trên cái thông số tham chiếu như thế này. Nó có ba cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn ạ. Thì không biết các bạn có tin ý nữa, các bạn nhìn thử không? Ngân này, Ngân. Ngân Lương nè. Không chịu đặt tên đầy đủ, họ và tên đầy đủ. Dạ em nghe. Em phân tích thử trong cái bảng này này, mình có cái vấn đề nào cần lưu ý ở đây. Đừng cố gắng nhớ con số, chỉ cố gắng nhớ hiểu cái ý nghĩa của nó là được rồi.
là các immunoglobulin sẽ tăng dần theo độ tuổi và sẽ tới tới cái gì? Một độ tuổi mà tới một độ tuổi mà nó bị giống như là nó trạng thái bão hòa, nó không tăng nữa. Ok, chính xác là hằng định đúng không? Dạ. Ok, độ tuổi đó là độ tuổi bao nhiêu tuổi? Dạ, độ tuổi là trên 45 tuổi. Ừ. Thật không? Độ tuổi nó không tăng. Đây là... À, 2 đến 3 đến 6 tuổi. Đúng rồi. Ở cái độ tuổi này khoảng chừng 3 đến 6 tuổi thì nó sẽ hằng định đúng không? Rồi, một cái. Dạ. Cái thứ hai. Cái thứ hai là sau 3 đến 6 tuổi thì immunoglobulin M nó đúng rồi, nó hơi giảm nhẹ thầy. Hơi giảm nhẹ. Cái chỗ mà hơi giảm nhẹ thì nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều đâu. Mình không có cần phải phân tích quá sâu đâu. 1.8, 1.9, 2 chấm thì nó cũng không phải là quá mức để chúng ta phải phân tích. Cho một cái tình lý khác nè. Nhắc lại cái lúc nãy thôi Ngân. Là ở bất kỳ độ tuổi nào thì sao? Ở bất kỳ độ tuổi nào thì nó cũng sẽ có hằng định tỷ lệ. Dạ. Có, hằng định tỷ lệ. Hằng định tỷ lệ định. Hằng định tỷ lệ cái immunoglobulin này ở trong máu đúng không? Tức là tỷ lệ phần trăm đó. Ok, ví dụ như là chẳng hạn như lúc nãy mình có phân tích với là chỉ là 80% đó. Ví dụ như thường là người ta đưa lên khoảng khoảng đó hết. Rồi còn cái lưu ý nữa bạn, cái lưu ý cuối cùng. Đây nè. Chỗ này nè. Thấy không? Thấy mình đang di chuột phải không? Dạ thấy. Rồi. Chỗ đó có gì lạ? IRR nè, đấy. Có gì lưu ý đây? Cái khoảng cách nó giảm đi nó. Thấy nó cao không? Ý là thấy dạ. Nó cao không? Nó còn dạ, cao hơn cao. Ví dụ như tới mắt, tới giới hạn trên là còn cao hơn cả người trưởng thành. Tại sao cao vậy bạn? Là tại vì nó đi qua được nhau thai. Ok thai. Dạ không, chính xác bạn nói đúng rồi đó. Nghĩa là nó vẫn có cái một cái nồng độ IRR ở trong của người mẹ đúng không các bạn, đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn. Lúc này có nói chị cái vấn đề này rồi mà. Qua được hàng rào nhau thai, do đó là cái giai đoạn đầu đời của trẻ em thì bé sẽ được hỗ trợ từ cái IRR từ người mẹ qua, vẫn còn một cái nồng độ nhất định, và cái IRR này còn đến từ sữa mẹ nữa, cho nên thành ra là đó là lý do vì sao người ta hay khuyến khích là nên cho bà mẹ nên cho con bú vì vậy đó. Vậy thì Ngân ơi, Ngân, cho mình hỏi nhẹ một xíu, em mở mic lại đi. Bạn hay nghe là mấy cái sữa công thức mà cho trẻ em ở giai đoạn đầu á thì nó có chứa kháng thể, vậy thì cái kháng thể đó với là kháng thể tự nhiên có giống không bạn, có giống nhau không? Theo hiểu biết của em á, em nghĩ là không. Không hả? Nếu mà không thì làm sao mà nó có cái đặc tính bảo vệ được? Ôi dạ, nó phân lập được hả thầy?
tức là cái nguồn gốc từ sữa đó là ý mình ở đây muốn hỏi anh chị, hỏi bạn là cái sữa đó, sữa mà sữa non này cái vân vân đó, thì cái kháng thể như vậy nó có giống với kháng thể của trong cơ thể mình hay không? Sữa non đúng rồi, mấy cái mà cung cấp giai đoạn đầu đó chắc là có. Phải giống chứ, phải giống chứ. Rồi ok, cảm ơn. Rồi các chị tham chiếu, các anh chị lưu ý ba thông tin vừa rồi bạn Ngân vừa mới phân tích cho các bạn nhé. Nha, mình thực ra là mình cũng không hỏi chơi các bạn đâu. Rồi thì cố gắng mình ngồi mình theo dõi dùng mấy cái này. Bây giờ chúng ta sẽ có các cái thay đổi, các thay đổi về globulin miễn dịch. Chúng ta sẽ có một số cái trường hợp. Thì đây bài giảng của mình á, thì các bạn cũng biết rồi, từ hồi nào các bạn học mình rồi, các bạn biết là thường là mình sẽ lấy dẫn nguồn á, thì mình sẽ tôn trọng tác giả và mình sẽ bê luôn cái phần cắt luôn của tác giả trình bày, chứ ít khi nào dịch về lại tiếng Việt để làm thay đổi cái nội dung của tác giả ban đầu. Ví dụ như đây là một cái nguồn từ cái chăm sóc của hiệp hội cơ quan chăm sóc, đây là y học gia đình này, của Úc. Người ta đưa lên cái giá trị định lượng của immunoglobulin ở trong huyết thanh thì nó có ảnh hưởng và nó thay đổi như thế nào ở trong một số cái bệnh lý, và đây là một tài liệu rất giá trị. Mình cho các chị khoảng chừng 1-2 phút gì đó, các chị đọc clip qua thử. Ở đây toàn tiếng Anh mà nó tiếng Anh chuyên ngành, nhưng mà ở mức độ nó không quá quá khó đối với anh chị, không quá khó đó. Cho anh chị khoảng chừng 1-2 phút gì đó ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mình bắt đầu gọi nhé. My Nguyễn nè, mình không biết bạn tên gì hết. Rồi My Nguyễn. Dạ em nghe thầy ơi. Em chuẩn bị được cái này chưa My? Dạ em được một ít thôi thầy. Em trình bày nha thầy. Đúng rồi em. Là thấy gia đình có cái điều kiện để gây ra một cái số bất thường. Ok. Bất thường đó là cái hội chứng thận hư và các bệnh thận nặng. Ok, bệnh thận đúng không? Nói chung là bệnh thận. Rồi. Vết bỏng, bị bỏng nặng. Ok. Nhiễm trùng huyết và cái hiện tượng mất protein của ở trong đường ruột. Rồi nhất trí. Rồi cái ở dưới, cái cuối cùng em không biết rồi. Ở dưới là cái chỗ gì? Intestinal hả? Rồi dạ. Tí nữa mình sẽ giải thích cho bạn. Bạn cứ còn. Còn ở dưới là các yếu tố ảnh hưởng thì là ở nghiện rượu, suy dinh dưỡng, sử dụng thuốc như là phenytoin, carbamazepin và các khối u. Ok. Bệnh thấp khớp. Có lại bị HIV. Em chỉ biết bao nhiêu thôi. Rồi, vậy em nói hết trơn rồi còn gì nữa đâu. Em nói hết rồi đó. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Bạn chỉ còn mỗi cái ngay chỗ, cái phần liên quan tới ruột thôi. Tắc nghẽn mạch máu ở đường ruột thôi, không có gì hết. Này, dạ. Đơn giản. Như vậy là lớp mình nó cần lưu ý điều này. Để mà có xảy ra cái hiện tượng gọi là suy giảm globulin miễn dịch đó, thì mình có một cái từ cụm từ chuyên ngành ha. À, đây, hypoglobulinemia. Đó, đây là cái cụm từ kể nó. Cái này chỉ là một cái từ ngữ chuyên ngành thôi. Thì các bạn khi mà các bạn tra cứu, các bạn sẽ dùng cái cụm từ này để kiếm. Thì nó có hai trường hợp như vậy. Một á là những cái điều kiện làm cho xuất làm cho mất hoặc là làm tăng cái dị hóa của ire, catabolism, dị hóa. Thì bạn đã trình bày hết mấy cái thành phần của những cái bệnh lý như thế này rồi. Và thứ hai á, là nó ảnh hưởng tới các cái sản phẩm, tất cả cái từng thành phần của globulin miễn dịch. Thì ở đây á, thì các anh chị cần lưu ý nhất ha, là thuốc. Chúng ta cái chuyên ngành của mình á, lưu ý thuốc. Cho nên đây là cái phần mà các chị học nha. Phenytoin, carbamazepin, thuốc ức chế miễn dịch hoặc là các hóa trị liệu. Một trong những câu mà bao kiểm tra trước nha, bao thi thì mình hứa trước, nhưng mà các anh chị cố gắng với việc học cái bộ thuốc trước. Một số cái bệnh lý khác mà có liên quan tới suy giảm globulin miễn dịch nữa, thì ví dụ như những cái bệnh ác tính, nền ác tính, ví dụ như là ung thư máu chẳng hạn, bệnh lymphoma, ung thư u lympho, rồi bệnh lý đa u tủy, vân vân. Những cái bệnh lý liên quan tới khớp chẳng hạn, lưu bút bàn đỏ hệ thống, bao gồm cả cái trường hợp là viêm khớp trong lưu bút bàn đỏ hệ thống,
rồi nhiễm virus, ví dụ như HIV, chẳng hạn rubella, vân vân. Rồi cảm ơn bạn bạn My này, ok rồi đó. Các anh chị lưu ý ha, các anh chị sẽ coi cái phần bên này trước, sau đó các anh chị sẽ đối chiếu qua. Một khi mà các chị cố gắng, các anh chị tìm hiểu một cái vấn đề gì đó, các chị dịch ra, các anh chị sẽ nhớ một lần, các anh chị đọc lần hai, các anh chị sẽ nhớ được nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái trường hợp là tăng. Rồi các anh chị quan sát cái này. Hiền Nguyễn nè, Hiền có online không? Tuấn An, Tuấn An giải quyết lại cái tiếp được không? Minh Tuấn. À rồi, được rồi, không có vấn đề gì. Dạ em nghe đây ơi. À, Minh Tuấn chuẩn bị được cái phần này được chưa? Dạ từ từ này. Em chưa xong hả? Chưa từ từ. Ừ, ok. Em dịch cái cột hàng ở trên chứ không? À, ok bạn. Là cái mục đầu tiên là kết quả globulin miễn dịch là tăng đa vòng ở bất kỳ hoặc là ở cả ba lớp như là IgG, IgA hoặc là IgM. Còn cái bên bên phải là là bệnh thôi. Bạn coi thử mấy bệnh, nó bệnh gì? Bên phải là cái mục trên là các tình trạng liên quan như là nhiễm trùng cấp tính và mãn tính, bao gồm là HIV, virus Epstein-Barr, virus cytomegalovirus, bệnh mô liên kết như là viêm khớp dạng thấp, lupus, ban đỏ, xơ cứng bì, viêm gan tự miễn hoạt động mãn tính IgG, xơ gan mật nguyên phát IgM, IgM rối loạn huyết, các khối u ác tính không liên quan đến huyết học trong máu, cuốn rốn của trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng trong tử cung IgM đối với mầm bệnh nghi bệnh. Rồi, tốt rồi, nó hơi giống Google về dịch nhưng mà thôi ok. Yeah. Hơi giống một xíu nhưng mà khi mà bạn đọc xong như thế này thì các bạn còn lại trong lớp mình lưu ý là những cái nào mà nó mở lên đóng mở hoặc là IRE hoặc là IREN thì các bạn học nha. IRE. Còn lại tất cả các thành phần nó đều làm thay đổi IREA, IRE và IREN. Cái chỗ này nó có nghĩa là kháng thể đa dòng. Chúng ta còn có cái kháng thể đơn dòng nữa, chắc chị đã từng nghe rồi ha. Còn đây là kháng thể đa dòng luôn. Thì nó sẽ làm thay đổi, nó làm tăng cái toàn bộ luôn anh chị. Thì đây là những cái khía cạnh của việc ví dụ như nhiễm trùng thì tăng hết luôn, cái, ví dụ HIV là tăng hết luôn cả ba này luôn. Trong cái trường hợp ví dụ như là cái viêm gan tự miễn mà lúc nãy bạn có giải thích chủ yếu là mình chỉ cần xét nghiệm IRE là ra. Rồi cảm ơn bạn. Giờ một bạn đọc cái phần ở dưới đi, kháng thể đơn dòng này.
Có cam gì ở đây nữa? Bạn Oren là bạn nào vậy? Bạn tên gì? Bạn mở mic cho mình thử. Anh dạ nghe thầy. Ngọc Anh ơi, bạn giải quyết cái đơn dòng nhé. Dạ, cái đầu tiên là nhiễm trùng cấp tính hoặc là không, cái lúc nãy bạn kia, sinh viên kia đã trình bày xong rồi mà. Cái ổ thứ hai này chị, hàng thứ hai. Dạ, đầu tiên là đa u tủy ạ. Ok, chính xác. Cái thứ hai là bệnh gamopon đơn cấp, đơn lớp có ý nghĩa không? Tiếp tục đi, em cứ dịch thì ra tiếng mình chỉnh cho. Dạ, cái thứ ba là bệnh bạch cầu ạ. Rồi, bạch cầu mạng. Cái thứ tư là u lympho không có non Hodgkin, rồi nó cái bệnh là tên như vậy đó. Rồi. Cái thứ tư là bệnh amyloidosis. Nguyên phát. Cái cuối cùng là xét nghiệm cryoglobulin huyết đơn dòng. Rồi, cảm ơn bạn. Cũng tương tự như cái ô trên, các bạn lưu ý dùng cho mình hai cái dòng mà có ghi ra cái globulin miễn dịch nào chính nha các anh chị. Như đa u tủy thì chúng ta có IgG và IgA. À, cái hội chứng Waldenstrom thì liên quan tới IgA. Còn lại tất cả các bệnh lý còn lại nó đều làm tăng đều ba nhánh luôn. À. Rồi các anh chị rõ vấn đề này chưa? Được ha. Rồi các bạn thấy người ta điện di protein huyết thanh này. Thì lúc nãy mình lấy cái phổ lúc nãy thôi, phổ điện di mà mình giới thiệu ban đầu chị. Mình giới thiệu ban đầu thì mình có trình bày sơ lược rồi, sơ sơ rồi. Thì nó có một cái chuyển động của các cái protein. Và thông thường á, các protein này nó sẽ ở dạng ion. Và trong cái một cái điện trường, một cái môi trường tĩnh điện anh chị ha. Thì cái việc điện di như thế này thì người ta hay viết tắt lại bằng cụm từ SPEP này. SPEP. Thì cái mục tiêu của chúng ta là tách ra được các cái protein huyết thanh nó có ý nghĩa về miễn dịch để khi chúng ta phục vụ trong cái việc chẩn đoán nha. Phục vụ chẩn đoán, đây là một cái phần thuộc về cận lâm sàng. Mình không chắc lắm là cái protein này đã được nhắc ở cái bài số 1 hay chưa, nhưng mà khi mà máy móc, mà những cái máy móc nào mà nó có dính tới khía cạnh miễn dịch thì cái nguyên lý nó đều dựa trên cái điện di protein huyết thanh này. Mình giới thiệu về cái phần máy móc hóa chất cũng vẫn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có những cái giá của để mà phân cấp, là cái phần này nó thuộc về bên mảng vi sinh và vi sinh. Thì các anh chị sẽ đọc qua phần này, ví dụ như giá là giấy này, acetat cellulo này, thập aga này, thì cái giá như vậy thì chúng ta sẽ tách được toàn bộ các protein trong huyết thanh. Nếu muốn tách hemoglobin thì giá lúc này là gel hoặc là giấy, còn nếu như tách enzyme
chúng ta sẽ dùng agaro, cellulose acetate, polyacrylamide. Thì cái này thì sẽ có cái khía cạnh là người ta sử dụng một cái nguyên liệu là gì thì chúng ta sẽ được cái dạng protein như vậy. Ví dụ như ở đây thì người ta cũng người ta phân biệt rõ ràng ra là toàn bộ các protein còn lại và phân biệt với hemoglobin với lại enzyme. Thì bởi vì ba thành phần này nó đều có bản chất protein thành mà. À, bây giờ các anh chị nhìn vào thử trong cái mô hình này các anh chị sẽ thấy rõ cái việc tách cái kết quả trên điện gen nó sẽ thể hiện được điều gì. Các anh chị nhìn liếc qua một cái là các anh chị sẽ thấy ngay nè, những cái globulin miễn dịch lúc nãy á, chúng ta sẽ thấy nó thường nó chạy nằm trong cái khoảng beta và khoảng gamma này các anh chị, mà chủ yếu là beta, vùng beta này. Và xuyên suốt từ beta tới gamma đây là cái vị trí mà của cả ba loại luôn, IRA, IRM và IDR. Còn đối với chuyên biệt mỗi thành phần IDR á, thì nó chủ yếu là nó nằm ở trong vùng gamma. Đó là lý do mà vì sao chúng ta hay gọi là gamma globulin. Nhớ như anh chị. Còn cái IDA và IDM á, thì thường nó chạy từ beta tới gamma. Còn cái thành phần khác, những thành phần gọi là protein khác trong huyết thanh thì chúng ta cũng không có cần chú ý lắm. Chúng ta đã có nguyên một cái khoản chuyên biệt của albumin rồi, mình cũng không cần lưu ý chỗ này. Đây, mình nhắc lại nha. Đối với cái vùng alpha thì nó sẽ có một cái đánh giá chuyên biệt ở những cái bài sau. Nhưng mà cái bài của chúng ta là liên quan tới đánh giá protein về miễn dịch. Miễn dịch này cho nên là các anh chị sẽ coi là để là gamma thì dĩ nhiên là chúng ta có gamma globulin rồi. Nhưng mà cái IDA và IDM thì nó sẽ chạy từ nguồn beta, nó chạy qua gamma. Rồi, lưu ý mỗi chỗ đó thôi, cái vùng này thôi. Rồi, bây giờ biện luận kết quả các chị ha, biện luận. Nó tương đối khó chịu. Bây giờ thứ nhất này. Có một cái là trên những cái người mà có cái hiện tượng mà giảm immunoglobulin á, những người nào, đối tượng nào giảm immunoglobulin thì các bạn sẽ quay lại cái bảng này. Được chưa? Hiện tượng suy giảm globulin miễn dịch. Rồi, các bạn sẽ đối chiếu vào đây. Những bệnh nhân bị giảm immunoglobulin thì không được tiêm vaccine. À. Thứ hai là khi mà bị thiếu hụt rồi á thì thông thường thiếu chứ không có nghĩa là không có, cho nên khi mà chạy xét nghiệm ra thì có, tức là nó thể hiện là có đủ chứ không đánh giá là không có. Thứ ba là trên một số cái bệnh nhân mà bị thiếu hụt do bẩm sinh chẳng hạn, thì cái dạng thiếu hụt này thông thường là do có kháng thể kháng lại globulin miễn dịch đó. Vậy khi mà mình truyền máu mà có chứa globulin miễn dịch từ bên ngoài đưa vào thì có thể hình thành nên một cái phản ứng miễn dịch và thì dẫn tới sốc phản vệ. Rồi, các bạn hiểu được vấn đề này đúng không? Rồi. Lúc nãy mình có Nguyễn ở cái bảng cũ này. Đây. Đây là một trong cái IDM, là một trong những kháng thể đầu tiên
nó tham gia vào đáp ứng với sự nhiễm trùng. Cho nên mình sẽ quay lại cái bảng này. Cho nên khi mà chúng ta thấy là khi xét nghiệm trên trẻ em á, trẻ sơ sinh á, thì mà mình thấy có sự tăng độ của IgM chứng tỏ có một cái đáp ứng miễn dịch trước đó và có thể có nhiễm trùng ở giai đoạn trước sinh. Các bạn lưu ý cái này nhé. Thầy ơi, thầy nói lại khúc đó được không thầy? À, ở đây các anh chị sẽ nhìn thấy này. Đây, cái IgM á, là một trong những cái kháng thể mà đầu tiên tham gia vào những trình đáp ứng miễn dịch. Cho nên khi mà cái việc mà xét nghiệm mà sau khi sinh á, sau khi sinh ra thì có thể đánh giá được nhiễm khuẩn trước sinh, mặc dù là cái IgG là cái immunoglobulin chính ở qua được hàng rào nhau thai, nhưng mà không có nghĩa là không có đánh giá được, không có đánh giá trên IgM, mà mình có vẫn có thể dùng IgM để chúng ta đánh giá trước sinh ở giai đoạn nhau thai, mặc dù trước khi sinh là qua được hàng rào nhau thai từ mẹ sang trẻ thì nó lại chủ yếu là IgG, nhưng mà ngay trong nội tại ở cái nhau thai á, thì chúng ta vẫn có IgM. Và nếu như IgM lớn thì chứng tỏ là trước đó đã có một cái tiến trình gì đó nó kích hoạt miễn dịch, và vì vậy ở đây thì chúng ta phải hồi cứu lại. Rồi các anh chị nắm được cái này rồi ha, đây là cái ý thứ tư. Rồi cũng tương tự thôi, ý thứ năm cũng tương tự thôi ha. Đó, nó nguồn gốc không từ mẹ mà từ trẻ. Rồi chúng ta sẽ có một cái hiện tượng là một cái thiếu hụt miễn dịch. Đây là cái rối loạn thường gặp ở trẻ sơ sinh, đây là rối loạn thoáng qua thôi, cho nên nó là lý do vì sao là trẻ không được bú mẹ ngay. Thì cái hiện tượng này thì mình viết tắt lại là THI, là đây là cái cụm từ viết tắt của thiếu hụt miễn dịch thoáng qua ở trẻ sơ sinh. Thì cho nên đó là lý do vì sao mà trẻ mới sinh ra thì cần phải bú sữa ngay. Nếu như mẹ chưa có sữa thì chúng ta sẽ có bổ sung từ sữa bên ngoài tạm thời cho tới khi nào mẹ có thể tự sinh ra sữa, tổng hợp thêm sữa. Rồi, để mà đánh giá tình trạng miễn dịch đó, thì chúng ta thường trên tâm sàng thì người ta sẽ có sự kết hợp nhiều cái. Ví dụ như IgM, IgA, lượng anh chị. Phương pháp thứ hai là điện di protein huyết thanh mình vừa mới nói lúc nãy. Hoặc là chúng ta có thể xét nghiệm protein nước tiểu nữa. Rồi, về trong cái lĩnh vực điều trị, đây là cái đánh giá trên cái liệu pháp miễn dịch này. Các bạn cũng có học như là học phần sinh lý bệnh miễn dịch thì phải, nhưng mình nhớ không nhầm. Thì chúng ta sẽ có việc sử dụng một số cái chế phẩm mà để bổ sung trong một số cái bệnh lý suy giảm miễn dịch. Một số chế phẩm bổ sung nó có nguồn gốc từ kháng thể. Cái bảng này đã để sẵn rồi, cái bảng này giúp cho các anh chị hỗ trợ cho anh chị trong cái việc mà các anh chị tra cứu là chính ha. Tra cứu trong cái bài kiểm tra mini test sẽ làm những cái bảng và các bạn chỉ biết tích phôi trong cái trường hợp tăng bạch cầu cấp thì sẽ có cái thông số nào thay đổi, ví dụ như trong bạch cầu cấp thì có albumin giảm này và gamma globulin miễn dịch tăng. Đấy, mình lấy một ví dụ như vậy. Cái chỗ đái tháo này là đái tháo đường, nhưng chị chữ đường nó nằm ở phía dưới mất tiêu. Rồi, mình sẽ đưa cho các anh chị một số cái dạng câu hỏi nó nằm trong mini test để chị sử dụng cái bảng này để chị tra cứu. Rồi, xét nghiệm protein khác trên lâm sàng á, thì anh chị sẽ thấy là mình còn có glycoprotein và protein phản ứng C nữa. Đối với glycoprotein á, thì tiếp tục chúng ta sẽ có cái khía cạnh là gắn
các glycoprotein có nghĩa là có đường đó chị. À, có đường gắn với protein. Và đây là cái protein tạp, được đánh giá chia vào các protein tạp. Và các bạn thấy là các glycoprotein này nó có khuynh hướng gắn với các protein ban đầu mà mình nói lúc nãy anh chị. Đây, glycoprotein gắn với albumin, glycoprotein, tỷ lệ glycoprotein trong cái alpha 1 globulin, alpha 2 globulin, beta globulin và gamma globulin. Thì đây thì mình có một cái tỷ lệ phần trăm lấy theo tài liệu của thầy Đỗ Định Hồ. Rất là rõ cái này. Và chúng ta sẽ có các cái bệnh lý mà trong đó nó có cái hiện tượng thay đổi về nồng độ của từng loại như trên, thì các bạn cũng sẽ ứng dụng cái này trong cái việc tra cứu là chính. Rồi mình lấy một ví dụ ha. Rồi để đánh giá trong cái trạng thái nhồi máu cơ tim cấp thì toàn bộ các thông số ở trên mình liệt kê, mới liệt kê trên đều tăng hết, các cái glycoprotein đều tăng hết và tăng rất rõ rệt. Đây là một cái chỉ dấu cơ bản trong đánh giá nhồi máu cơ tim cấp, có hiện tượng có cái hiện tượng tăng nồng độ glycoprotein hoàn toàn phần trong huyết tương, với cái khoảng nồng độ ngưỡng nồng độ là 800 tới 1400 mg trên lít, thì lúc này cái con số nó sẽ vượt ngưỡng này. Thứ hai là chúng ta sẽ có các protein phản ứng C, là chúng ta hay thấy trên các tờ xét nghiệm là ghi chữ CRP, thì đa phần là âm tính ở người bình thường và nó ở dạng vết thôi, sinh lý là dưới 10 gram trên lít. Như vậy là khi mà có bệnh lý xảy ra thì thường là sẽ đánh giá được sơ bộ ha, tình trạng viêm thế thôi. Các chị hiểu được C-reactive protein này nó thường đánh giá trong viêm. Các bạn mà học tới những cái bài mà ví dụ như thực hành được vừa rồi, có một số cái bệnh lý nhiễm khuẩn, một số ca nhiễm khuẩn thì thường thầy cô sẽ có cái phân tích là CRP này, thì để đánh giá được sơ bộ là có viêm hay không. Thì cái này có đặc hiệu không? Là tương đặc hiệu nha chị, tương đối đặc hiệu. Bây giờ đối với sinh lý lọc protein ở thận, cái này các anh chị có thể tự đọc cũng được. Các anh chị lưu ý ở một chỗ, tại vì anh chị thấy là cái kích thước phân tử của đa số những cái immunoglobulin, cái protein nãy giờ thì đa số là phân tử nó lớn, đa số ha, cho nên gần như là sẽ không có xuất hiện trong nước tiểu. Tuy nhiên thì có mỗi cái albumin á, có thể có trọng lượng phân tử thấp nhất trong đó, và một khía cạnh đó là nồng độ trong máu lại cao, cho nên có thể xảy ra cái hiện tượng thoát dịch, thoát mạch, thoát khỏi mạch máu, và có thể xuất hiện trong nước tiểu trong một số trường hợp mà có xuất hiện rối loạn về chức năng thận. Ok ha. Nếu như vậy thì các anh chị sẽ thấy là nếu như protein mà nhiều thì cái chức năng lọc của thận nó có vấn đề rồi. Ở đây mình có liệt kê một số cái cơ chế xuất hiện protein ở trong thận, một số cái hiện tượng mà có thể có protein nha. Ví dụ như là tăng cái tính thấm với protein, ví dụ trong hội chứng thận hư, trong hội chứng cái bệnh lý viêm cầu thận chẳng hạn, thì thận tăng tính thấm lại với protein, cho nên thành ra là nó sẽ xuất hiện nhiều trong nước tiểu.
Thứ hai là cái quá trình tái hấp thu nó không hoàn toàn, do đó là protein nó sẽ thoát ra ngoài. Hoặc là trên đường tiểu sẽ có những cái tổn thương nào đó nhất định, ví dụ như viêm hoặc là có khối u. Rồi một cái lưu ý nữa là mình có cái trường hợp là protein niệu thật và protein niệu giả. Thì nếu như gọi là thật thì khi nó đến từ máu, còn để, nếu là giả thì nó lại nguồn gốc trên cái bề mặt của đường niệu. Trên bề mặt của đường niệu thì chúng ta có thể dùng cái phản ứng Heller để chúng ta đánh giá cái này. Rồi protein benzoin là protein gì thì các anh chị thấy là nó xuất hiện ở trong đa u tủy xương. Còn nếu như chọn lọc thì chúng ta sẽ đánh giá chọn lọc trong cái albumin, trên albumin. Thời gian xuất hiện của protein niệu, nếu mà xuất hiện liên tục và thường xuyên với cái nồng độ là 150mg trong 24 giờ như thế này nè các chị, mình có đối chiếu ở trên đó, thì chắc chắn là có bệnh thận ha, liên tục nè chị. Đây, đối chiếu ở trên. Rồi, chúng ta có thể sử dụng là cái protein niệu nó đánh giá nồng độ nếu trên 3.5 gram trên lít thì chúng ta đánh giá là đây là trường hợp rất là nặng anh chị. Còn dưới thì diễn tiến nó đang ở mức độ có thể kiểm soát được. Rồi, còn chúng ta phân loại theo cái nguyên nhân thì chúng ta có thể phân loại theo kiểu trước thận hoặc là tổn thương tại thận. Trước thận hoặc tại thận. Thì trước thận thì có thể là bệnh lý đa u tủy hoặc là tiêu cơ, nó sẽ xuất hiện cái protein mà phân giải đó ở trong nước tiểu. Còn nếu như mà protein do tổn thương cầu thận ống thận thì mình mới nói phân biệt lúc này. Ví dụ như các cái trạng thái là protein giả này, ngay tại thận này, nó có thể xuất hiện tại đường niệu hoặc là do rối loạn tái hấp thu ở ống thận này, trên trường hợp nhiễm kim loại nặng này, tổn thương đường tiểu này, viêm bàng quang này, bướu này, hoặc là viêm cầu thận do tăng tính thấm với protein, gây tăng tính thấm với protein. Này mấy cái này nó liên quan với nhau hết, anh chị chịu cố gắng đọc nha. Bây giờ đối với xét nghiệm protein niệu thì mình nói nhanh qua một chút thì chúng ta có thể gặp ở những cái bài khác rồi. Thì khi mà chúng ta xét nghiệm protein niệu thì để làm gì? Thì thứ nhất anh chị chẩn đoán bệnh thận. Và những cái xét nghiệm liên quan tới nước tiểu như thế này thì thông thường là chúng ta có rất nhiều cái phương pháp khác nhau. Bữa trước chúng ta có học về máy rồi. Alo. Chúng ta đã học về máy rồi, máy phân tích nước tiểu chắc cũng còn nhớ đúng không? Nhưng mà chúng ta đối với cái nước tiểu thì đây là những cái xét nghiệm rất là đơn giản mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, thực hiện tại phòng thí nghiệm đơn thuần nhờ những cái bộ kit hoặc là những cái test gọi là test strip, test nhúng màu á, nhúng nước tiểu vào, sau đó mình đối chiếu màu với một cái màu chuẩn, một bộ đối chiếu chuẩn, hoặc là chúng ta có thể so đồ đục giữa hai ống nghiệm là ống nghiệm không có bệnh lý và một ống nghiệm là mình đang tra thử là có thực sự có bệnh hay không, để đối chiếu như vậy anh chị. Hoặc là chúng ta có thể so biểu đồ cũng được, biểu đồ là dựa trên cái số liệu. Vậy thì xét nghiệm protein niệu nó có giá trị như thế nào thì các bạn thấy là mình tầm soát bệnh. Thứ hai là chúng ta sẽ theo dõi cái tiến trình điều trị. Tiến trình điều trị cái gì? Ví dụ như trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 chẳng hạn, hoặc là điều trị với những cái thuốc mà gây tổn thương thận. Mình lấy ví dụ như aminoglycosid, thì khi điều trị với aminoglycosid thì có thể gây tổn thương thận. Do đó xét nghiệm protein niệu trên những bệnh nhân mà đang
điều trị với aminoglycosid là hoàn toàn cần thiết. Một cái nữa là trong protein niệu nói chung á, thì chúng ta có thể sử dụng một cái thông số chuyên biệt, đó là albumin niệu. Thì lý do vì sao mà chúng ta đánh giá albumin niệu thì như ban đầu mình nói, albumin niệu là một, nó chiếm cái nồng độ cao, albumin chiếm tỷ lệ cao ở trong máu, và vì vậy khi lọc albumin nó xuất hiện nhiều thì có nghĩa là cái tiến trình lọc nó có của thận nó có vấn đề, rõ ràng chị được ha. Xét nghiệm protein niệu con đánh giá những cái bệnh lý khác, ví dụ như trên tim mạch chẳng hạn, như tăng huyết áp vô căn hoặc là thiếu máu cơ tim. Ở đây cái bảng đối chiếu này các anh chị hình dung đúng không? Đây nè, cái này gọi là một cái test strip nè. Nhúng cái đầu này vào nước tiểu nè, các anh chị thấy không? Một cái que thử đó các anh chị. Nhúng đầu này vào nước tiểu. Sau đó đem đối chiếu với một cái bảng. Thì nếu như nó đổi màu như thế này theo tuần tự thì chúng ta đánh giá được sơ bộ là cái nồng độ protein ở trong nước tiểu nó đang ở mức nào. Lượng màu vàng như thế này á, tức là gần như không thể đổi màu, là negative, nghĩa là âm tính. Còn bắt đầu đổi màu là chứng tỏ có protein trong nước tiểu rồi, và chúng ta có thể đánh giá được sơ bộ cái chức năng thận ở đây. Rồi cái thời gian còn lại của cái buổi học hôm nay á, thì mình cho các chị khoảng 3 phút, các anh chị phân tích thử cái ca này giúp cho mình với nha. Ca này từ bệnh viện đa khoa Bệnh viện Nhân dân 115, khoa ngoại thận và trên một bệnh nhân này. Rồi, các bạn dành vài phút, các bạn lý qua cá nhân và chúng ta sẽ cùng làm rõ cái xét nghiệm này xem sao. Các anh chị dùng những cái thông số lúc nãy mình hướng dẫn cho anh chị, anh chị đối chiếu trên cái tờ kết quả xét nghiệm này.
Rồi bây giờ một bạn phân tích thử cái này cho mình nhé. Nguyễn Thị Hồng. Em, các bạn còn lại trong lớp á, các bạn nhìn thử là coi thử trước, nhìn liếc qua tổng quan nha, là cái đối tượng của chúng ta là đối tượng nào, chẩn đoán chưa nhé, và chúng ta liếc qua thử những cái thông số nào là bình thường, thông số nào là bất thường. Nếu bất thường thì chúng ta đưa ra một cái dự đoán, nhớ là chúng ta dùng dự đoán, chúng ta chưa dùng chữ chẩn đoán. Hồng ơi, mình không nghe gì cả. Dạ, dạ em chào thầy ạ. Dạ. Hồng phân tích thử cái tòa trên thử. Phân tích nhanh, ở ví dụ thông số nào bất thường. Ủa nãy giờ mình cho mấy bạn mấy phút rồi, mấy bạn chỉ việc đọc cái nào bất thường thôi mà. Dạ em xin lỗi thầy ạ, tại vì nãy giờ mà em kêu em xuống nên em chưa có để ý á. Dạ. Rồi ok bạn, bạn liệt kê thử cái nào mình cần lưu ý thôi. Dạ thưa thầy, theo em là equal style. Rồi, một đúng không? Cái này là thông số gì vậy em? Dạ, thứ này là chỉ số bạch cầu trong trong máu ạ. Rồi, ok. Vậy bạn có đánh giá gì sơ bộ về chỉ số bạch cầu? Nhìn nó thấy liền. Dạ, thứ này là em. Dạ, thứ này là nó cao hơn mức bình thường. Và dự đoán, mình đang dự đoán.
co bạch cầu chứng tỏ là có điều gì? Dạ thưa thầy, em có bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng, rồi, nhất trí. Nhất trí. Rồi, các anh chị, em lại tiếp tục nhìn lên ở phía trên đó. Còn một cái thông số đó nữa. Bài này là bài xét nghiệm protein niệu. Thì dĩ nhiên mình sẽ xoáy vào cái protein. Nói chưa? Dạ. Rồi, vậy thì ở đây thì em đánh giá protein niệu như thế nào? Dạ thưa thầy, em thấy protein niệu là cao. Tăng rất cao. Thì bạn sẽ xoáy vào chỗ nào? Dạ thưa thầy ạ, em chưa đi. Thôi ok, thôi được rồi. Cảm ơn bạn. Này được rồi, để mình phân tích tiếp cái phần này. Có bạn nào ở trong lớp xung phong không? Học phần của mình có mấy năm trước mấy anh chị khi mà đi thi á, thì có trường hợp là các thầy cô đưa cho các anh chị một cái xét nghiệm cơ bản đơn giản để anh chị có thể đánh giá sơ bộ. Nó sinh lâm sàng cho nên là ra mình có cái việc mà đọc giấy xét nghiệm này, kết quả xét nghiệm sơ bộ thì chúng ta có thể làm được. Có bạn nào xung phong không? Lớp mình học trầm dữ à? Hay là cả một mình còn mệt? Lớp mình toàn người quen cả mà sao mà... Bích Trâm có phân tích được cái này không? Dạ, alo ạ. Bích Trâm ơi, em phân tích được cái ca cuối cùng không? Phân tích một cách sơ bộ thôi. Và đưa ra một cái dự đoán thôi, chứ cũng không có gì khó khăn hết. Ở đây thì mình cũng dám dùng từ chẩn đoán, nhưng mà mình có thể kết luận sơ bộ thử là cái ca này có bất thường và dự đoán thử những cái bất thường của trên cái bệnh nhân này là xong. Dạ, protein niệu trong máu của bệnh nhân là cao hơn mức bình thường. Em đổi sang gram trên lít chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Lúc nãy giờ mình dùng cái thông số là gram trên lít. Đúng rồi, mình đang đánh giá mức độ nặng là dựa trên gram trên lít. Dạ, em đổi ra là nó là 0,75 gram trên lít thầy. Được rồi, vậy thì sao? Vậy thì nồng độ protein niệu của bệnh nhân là nó thấp chứ không cao. Rồi sao nữa?
ketone niệu ở là hai có hai cái chỉ số nó để là âm tính. Và chỉ số tham chiếu của nó là nó để là dưới 20 và dưới 5. Có nghĩa là nó âm tính hả thầy? Ở đây chỉ có hai cái thông số mình cần lưu ý thôi, đó là thông số protein niệu và thông số bạch cầu ở trong nước tiểu. Bạn cứ xoáy trên cái hai thông số này, bạn phân tích thôi, phân tích một cách sơ bộ thôi. Chưa nói tới là cái xuất hiện có bạn thấy có máu trong nước tiểu này. Đấy. Số lượng bạch cầu ở trong nước số lượng hồng cầu ở trong nước tiểu cũng tăng này. Tham chiếu là chúng ta thấy ba cái thông số đó là đáng để cho chúng ta giá trị của chúng ta đó. Thôi được rồi, nếu mà bạn đang có việc bận thì thôi, được rồi. Thôi để mình hỏi người khác. Kết luận thôi, nãy giờ mình cho lớp quá nhiều thời gian rồi. Ngọc Khả có ở đó không? Bằng Ngọc Khả, Ngọc Khả kết luận chốt cho lớp nè. Cái toa này sửa cho lớp đi. Dạ chào thầy. Ngọc Khả có ý kiến gì về cái ca này sơ lược ha? Dạ em thấy Liêu cô thì bạn Hồng có nói là nó đã quá cao so với trị số tham chiếu, cho nên là bệnh nhân có liêu cô trong nước tiểu nên bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng. Còn protein thì cái 10 này là đơn vị là miligam trên miligam hay là gam này? Nếu mà nói cái này là đánh giá sơ bộ của máy. Hình dung không nè? Máy nó chạy ra như vậy. Thì bây giờ bạn cứ sử dụng ngay cái thông số 75mg trên decilit, rồi bạn đổi sang gam trên lít, đúng không? Và bạn đối chiếu lại và thử tình trạng nặng của bệnh nhân này như thế nào thôi. Dạ nếu mà là gam thì bệnh nhân này mức độ của bệnh nhân chưa có nặng, bởi vì nó thấp hơn 3.5g trên lít. Ok, chính xác. Vì bạn đổi sang gam trên lít là ra được 0.75g trên lít, đúng không? Dạ, mới nãy bạn kia đổi. Rồi, ok, mình đổi luôn cho bạn đó, bạn kia chưa đổi. Rồi, vậy thì sao? Dạ, em nghĩ là bệnh nhân này có nguy cơ nhiễm trùng này. Nhiễm trùng đường niệu đúng không? Nhiễm trùng đường niệu, dạ. Rồi, ok, chính xác. Thôi được rồi, nó có xuất hiện cái rồi
Nếu như vậy thì các anh chị xem và các anh chị coi thử còn cái vấn đề gì nữa hay không. Các anh chị có câu hỏi gì nữa không? Nếu mà các anh chị không có câu hỏi gì trên bài này nữa thì chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây. Dĩ nhiên là cái ca này là chỉ là cái tờ xét nghiệm này là một cái tờ rất là đơn giản thôi. Chỉ xoáy trên cái đánh giá về chức năng thận sơ bộ, một cách sơ bộ thôi. Còn khi mà chúng ta ra ngoài, chúng ta làm coi những cái tờ xét nghiệm khác thì rất là nhiều thông số khác nhau mà chúng ta cần phải phân tích. Đây chỉ là đánh giá trên cơ bản trên thận, cho nên thành ra là mình đưa cho anh chị một cái để tương đối đơn giản như vậy. Thì vài bữa nữa các anh chị có gì làm mini test. À, cái bài này các anh chị đã làm test chưa vậy? Lớp ơi, lớp đại diện thử một bài. Mới IRAT rồi thầy. Mới IRAT thôi đúng không? À, các bạn theo dõi cái lịch kiểm tra như lúc này. Đây. Đây là cái lịch kiểm tra mình nhắc lại cho các bạn thôi. Dĩ nhiên là cái giờ ở đây á, thầy cô đã đưa cho anh chị ra tương đối rộng rãi rồi, thì các bạn cứ theo đúng thời gian đó các bạn làm thôi ha. Có một số thầy cô là để có nửa tiếng thôi, nhưng chị lưu ý giùm nhé. Đó. Còn đối với những cái buổi mà mình phụ trách cho anh chị là mình sẽ để cho anh chị 24 tiếng để anh chị có thể tranh thủ anh chị làm. Thầy cô này để nửa tiếng này, đóng mở lên có nửa tiếng đồng hồ thôi. Các bạn cố gắng, các bạn theo dõi, các bạn tranh thủ này, nửa tiếng này. Ok rồi lớp ơi, lớp còn câu hỏi gì nữa không? Nếu mà không còn câu hỏi gì chúng ta nghỉ ở đây nhé. Rồi mình nghỉ nha. Rồi chào các bạn.